Vâng, xin chào bên kênh kênh hạt. Và bây giờ thì họ bắt một tiếp tục một em dòng Tua Đinh đến từ thương hiệu Gian, mẫu dòng Tua Đinh cao cấp nhất của dòng xe khung nhôm, model Gian Ram XR Ram, một trong những cái dòng xe Tua Đinh cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại và bên em về khung nhôm sau mỗi dòng xe Gian khi phật bon đó bác nhá. Và cấu hình xe rất là khủng nhá, đồ XT và SLX. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể những chiếc xe. Vâng, trên mình bắt đây là cái mẫu dòng xe Gian Tua Đinh, một trong những dòng xe Gian quốc tế mà rất là hiếm về cửa hàng bên em. Và theo em được tìm hiểu thì cái mẫu dòng Gian XROM này là dòng Gian dòng Tua Đinh cao cấp nhất có giảm sóc của dòng xe khung nhôm thời điểm hiện tại, trang bị với group rất là khủng. Đây là mẫu thứ 3 về cửa hàng bên em từ ngày mà xe đạp cũng bây giờ rất là hiếm luôn nhá. Dòng XROM, XROM 1 dòng Tua Đinh cao cấp. Rất nhiều đó phải ăn về cái dòng xe Tua Đinh cao cấp thì ngay về một chiếc đây. Còn này ăn về cái chiếc có tông màu trắng luôn nhá, điểm chỉ xanh trên khung xe. Và luôn luôn lúc mẫu giờ Gian XROM này là dòng xe Gian quốc tế rồi, còn Gian quốc tế luôn nhá. Và dòng xe Gian XROM này được thị trường châu Âu rất là chuộng, đặc biệt là những nước dòng nước Australia. Em sẽ đi trước qua tổng thể lớp sơn của xe đã, các bác nhìn rõ tông màu trắng. Cái mẫu dòng xe thương hiệu Gian XROM này, ROM 1 bác nhá, xe làm từ hợp kim nhôm alloy kit Cotrologi, hợp kim nhôm siêu nhẹ, đó là đặc quyền của dòng Gian. Dòng Gian quốc tế này Make in Taiwan và đặc biệt được sử dụng rộng rãi trên những dòng thị trường xe Australia. Đây, ở phía tem đen bác nhá, tem đen các bác em không gửi zoomer được cho bác xem, các bác có về có thể tự động. Thị trường châu Âu rất là chuộng cái dòng xe Tua Đinh, dòng XROM. Rất là hiếm về dòng xe XROM về anh em. Thì đây là một trong những dòng Gian quốc tế mẫu cao cấp nhất mà em được tìm hiểu. Cổ phốt Phi-đông chính hãng của Gian, Gian Quan Lách. Những bản theo xe cổ phốt Phi-đông đều là Gian Quan Lách nhé. Đâm vàng trên Phi-đông xe cũng còn nguyên đúng không? Và đặc biệt là xe được sử dụng với đồ rút rất là khủng, đồ Shimano SLX này. Trên cả cấu hình DOD, DOD XT tay bấm xả SLX này, sử dụng với giảm sóc khóa chỉ giảm sóc trên tay luôn, rất tuyệt vời các bác. Cái lắm cao su gai cầm rất là dễ chịu các nhé. Cấu hình xe khủng trước sử dụng với cục phanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em trang bị với tay bấm xả chính hãng bên từng đĩa của Shimano SLX. Cục phanh sau là cục phanh dầu thủy lực của Shimano. Cái cửa ROM được trang bị với giảm sóc dầu chính hãng của Gian với bản theo xe. Bác nào chơi xe mà thích cái dòng xe Tua Đinh cao cấp thì đây là lựa chọn rất là tốt. Vành chính hãng của Gian, vành đĩa hay là vành đổ, vành 3 phân rất là chắc chắn là các bác đi trên quả cung đường. Vành FX2 FX2 này, vẫn nhìn tài hoạt. Vành chính hiệu của Gian luôn. Lốp Canada, kích thước lốp là 700x35C. Lốp còn rất là mới luôn các nhá. Rất là mới, lốp zin trong xe. Đằng dưới thì có mã vạch chính hãng của Gian. Đấy, còn nguyên trên khung lên. Các bạn có thể truy mã vạch ra để xem nó dòng Gian quốc tế này. Gian XROM thì em về rất là nhiều rồi. Nhưng đặc biệt cái mẫu phiên bản XROM 1 thì bên em về chỉ được vài chiếc thôi bác nhá. ROM 1 này. Yeah. XROM 1 bác nhá. Chứ ROM 2, ROM 3 thì em về là cũng khá nhiều rồi, nhưng ROM 1 chỉ về được khoảng 3-4 con thôi.
và chờ đợi trước cái cửa RAM một này rất là khó khăn đó các bác, nên là đây là chỗ nó rất là tốt về dòng xe tu linh cao cấp, rất là chắc chắn các nhá, xe được sử dụng rất rộng rãi ở nhiều châu Âu. Học yên chính hãng của Gian, yên nguyên bản cho xe yên của Gian luôn, yên cũng còn rất là mới. Đủ những trục giống của Shimano, trang bị với 3 tầng đĩa, gạt đĩa của LX, Shimano DOD LX. Belan chính hãng của Gian với mặt Gia nhé bác nhé, Belan Zim rất trơn tru, rất là tít. Củ đề sau là củ đề Shimano XT, trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa cho dùng được của xe 3 mức độ. May ơi bánh trước và bánh sau là chính hãng của Gian luôn bác nhá, bánh Gian SX2 lốp Canada rất là mới. Và bây giờ chúng ta chờ các đứng của khung xe. Và chờ các khung đứng của xe là size 45, chiều ngang khung là size 51, tức là size S nhá. Thế các bác là 1m6 đến 1m7 như vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip, củ đề sau là củ đề XT, cần bút SLX, lên lip đây. Xích lip cũng còn rất là mới, xuống lip. Bên phải em mà đuối đĩa 3 tầng, đuối thủng rỗng của Shimano, đúng đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring cao cấp dòng XR-Ram 1 đó nhá, dòng Touring quốc tế. Và xe trang bị với group SLX cộng XT. Xe lắp tốt anh em là 12.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào có tâm hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube Tìm Kiếm Xe Đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn hẹn gặp trên ngày mai.